cái cơ quan truyền thông biết những vấn đề của ta, nhưng mà không phải ban ngày mà gia đình người ta muốn. À, thật ra tụi tôi không có đưa lên những cái đó, mà chỉ quay phim và giữ luôn, giữ hồ sơ thôi. À, thì nó có một cái trường hợp của chị đó, chị bị ung thư tử cung và nó di căn lên trực tràng rồi. Và khi ung thư lên trực tràng rồi thì bác sĩ là bắt đầu là chỉ định xạ trị, rồi cái hóa trị. Nhưng mà cuối cùng là cái sức khỏe chị này quá kém. Và ta nói là chỉ mình chỉ cần xạ trị hoặc hóa trị vô là chị chết do cái thuốc trước khi mà chết do cái ung thư. Cho nên người ta nói thôi, bây giờ là không phải là y khoa bó tay với chị, nhưng mà sức khỏe thì không được đáp ứng nổi cái sức thuốc, cho nên thôi chị về kiếm thuốc nam uống để chậm chết thôi. Và chỉ là may mắn là có một người học trò của tôi ấy, thì là học ở trong cái lớp ấy, thì chị thấy chị mua tặng cho cái chị đó hai một cặp đá, và khi chị này chỉ chơi vô thì lần lần chị ăn uống được và ngủ được, và cái khối u lần lần nó biến mất hết. Là sau đó chị đến với chỗ tôi này thì tôi này nói không phải chờ có hai cục mà chị phải chờ tới sáu cục, tức là hai cục với gan, hai cục trên, hai cục dưới, và kia chờ hướng dẫn lại cái cách chờ. Và khi hướng dẫn cái chờ xong thì chị này một cái điều ngạc nhiên là xuất hiện là sau là một tháng sau chị đến chị nói bây giờ vô bác sĩ nói khối u bây giờ nó nhỏ bớt rồi, và đem đúng những cái xét nghiệm cho chúng tôi coi. Và chỉ có một điều thì nói là chỉ sẵn sàng cung cấp hết những cái tư liệu, nhưng mà đừng có đưa lên cho mọi người thôi. Chứ còn là để mà thấy là khi một người ung thư là họ có một cái bản án được sắp sẵn rồi, và người nào mà nghe nói mình ung thư là có những cuộc đời tàn rồi, không còn cái gì nữa, và họ rất là buồn, rất là thất vọng. Nhưng mà cái đặc biệt của cái viên đá này, nếu mà chúng ta chờ đúng cho những người ung thư thì chỉ chờ vô xong thì người đó sẽ nói một câu với em là không còn sợ, không còn cái nỗi lo sợ chết niềm tư. Cái điều rất là đặc biệt, cho nên tại sao mọi người thấy những người chờ đá vô xong giống như mà mấy người mà chơi ma túy, nó đã gì đâu. Và thực ra là nó thật chứ có đùa đâu nhé. Tại vì khi mình chờ nóng thì nó tác động vô một cái số cái tuyến nội tiết mà nó tiết ra một cái ăn độc phin nó mạnh gấp 200 lần một phin, và mọi người đang được tiêm một phin của chính cơ thể mình thì nó kích thích cái đó, nó làm ra thành ra là tại sao mình chờ vô là mình không còn diễn nữa, mình chờ vô rồi mình không còn là đau chứ đau lên mọi nữa. Giống như tôi nói mọi người ngày xưa cái đầu gối tôi đau, nhưng bây giờ cái đầu gối tôi bây giờ hết rồi, mà tôi không có chờ đầu gối đâu, tôi chờ nghe nghe đó. Là bởi vì sao? Là bởi vì nó tiết ra cái chất đó để mà nó làm giảm hết những cái cơn đau và những cái viêm nhiễm ở trong cơ thể mình. Trở lại vấn đề của chúng ta, tại vì mọi người nhìn thấy đây là cái nguồn gốc cái lịch sử, thì cái nguồn gốc lịch sử của dùng nhiệt để mà chữa bệnh là có từ lâu đời rồi, không phải là mới đây. Và từ thời Ai Cập nè, rồi từ thời Hy Lạp nè, ngay Hy Lạp không còn nói, ông nói là hãy cho ông nói là nếu mình làm không chữa được thì tốt nhất sử dụng nhiều liệu pháp thì mình sẽ được đẩy lùi. Chúng ta thấy ở La Mã là cái cuốn vấn đề Medicine thì cũng đã viết về cái liệu pháp, nhiều liệu pháp rồi. Và thời La Mã rồi thời thổ Nhĩ Kỳ thì mình thấy là người ta đã có từ xưa, chứ không phải là gì đó. Bây giờ cái vấn đề trong y khoa nó có một cái điều là gì, tức là những cái sự mà phát hiện ấy, những cái loại thuốc để chữa bệnh ấy, là thường thường là ngẫu nhiên tình cờ, và trong trường hợp này cũng vậy. Thì ở bên Mỹ ấy, thì họ làm tương đối vững chắc hơn so với tất cả các nước khác, thì họ nói tại sao những người bị khỏi ung thư tự nhiên khỏi ung thư. Thế thì họ đi tìm hiểu những người mà đã khỏi ung thư và họ hỏi thì tại sao mà khỏi hay như vậy, thì mấy người đó chỉ trả lời một câu: tôi có một cái cơn sốt kịch liệt, sau cơn sốt đó thì tôi không còn cái khối u trong cơ thể nữa. Thế thì cái cơn sốt đó từ đâu? Mọi người nhìn thấy con muỗi ở đây ha, là mọi người sẽ thấy một cái điều gì, tại vì ở trong tất cả những cái bệnh mà để làm cho chúng ta bị những cái cơn sốt đó là sốt rét ác tính. Mà trong cái sốt rét đó chúng ta có hai loại bệnh được gặp nhất. Một là gọi là sốt rét cách nhật, tức là một ngày sốt, một ngày nghỉ, ngày sốt, ngày nghỉ. Và một cái lượng sốt liên tục luôn và cơn sốt nó cao độ.
nó gọi là sốt rét ác tính, mà cái đó là do con falciparum làm ra. Còn cái sốt rét là kích nhật là do con virus. Thì chính là do cái con mũi nó đốt người ta làm cho người ta bị sốt lên, rồi sau đó mới thấy là sao cái cơn sốt kinh liệt, gọi là sốt mà thập tử nhất sanh. Thì mọi người biết rồi, những người bị sốt cao vậy mà cũng chưa tìm ra nguyên nhân thì cái điều đầu tiên là gì? Người ta phải làm sao hạ nhiệt cái sốt đó bằng cách là dùng nước đá đó, mình bỏ vô cái ni lông rồi mình bảo vệ cái não, bởi vì cái não mình đi lên 42-43 độ là cái não bị tổn thương, cho nên mình làm lạnh cái não thì nó không có làm tổn thương não. Nhưng mà sau cái cơn sốt đó xong thì ta thấy khối u biến hết. Hay quá. Thế thì họ nói rồi, đúng rồi, chính là cái sức nóng đó làm cho cái khối u bị tiêu diệt. Do đó mọi người cứ lên mạng, lên Google, mình quýnh cái hai chữ thôi, tức là thermotherapy là phải cái cho những căn xe đó. Thì mọi người sẽ thấy cái công trình nghiên cứu về nhiệt liệu pháp đó, ở trên thế giới bắt đầu nhiều lắm rồi. Và như vậy thì những cái trường hợp mà khối ung thư được biến mất và được theo dõi không phải chỉ ở Mỹ mà ở trên thế giới nhiều nơi. Đây là một trường hợp điển hình ở làm thí nghiệm. Thì mọi biết đó là bệnh viện là một trong ba mấy nước mới đâu mà thì người ta chữa bệnh phụ khoa của phụ nữ, thì ta nói nước nóng đó, nó có một cái khoáng mà giúp cho điều chỉnh cái độ pH trong cái âm đạo để cho nó trở về thiên nhiên, đồng thời cái sức nóng nó giúp trong viêm. Thì những cái người mà ngồi ở trong cái bồn nước á thì chữa bệnh đó, thì tình cờ trong đó có những người bị ung thư luôn đó. Nhưng mà những người ung thư họ ngồi giống họ thấy dễ chịu lắm, họ thấy thích lắm, họ nghĩ tại sao họ thích như vậy. Và họ ngồi có những cái nhiệt độ 42, 43, 45 thì mọi người biết là ở những cái vùng lạnh đó, thì họ ngồi nóng là rất là giỏi. Thì có người ngồi luôn 2-3 giờ đồng hồ dưới, nhưng mà ngạc nhiên quá thì khi lên thì thấy khối u biến mất. Thì cái ông bác sĩ thì hiện này ông phát hiện ra thì ra là ngâm nước nóng mà khỏi được cái ung thư. Và người ta đây là những cái chuyện này là chuyện tình cờ. Rồi tới một cái chuyện nữa là cái ông tiến sĩ, người bác sĩ người Áo đó, thì ông chữa dân lai, ông cho tôi ngâm nước nóng. Nhưng mà tình cờ cũng vậy, những cái người mà đàn ông mà bị ung thư như vậy thì sau khi ngâm nước nóng mấy tiếng họ thì cái khối ung thư thì biến mất và nó trở lại lành lại. Cái điều này là cái gì? Thế thì những cái phát hiện ngẫu nhiên của nhiều nơi nữa thì người ta mới đặt vấn đề có lẽ là nhiệt độ cao chắc chắn là làm được một cái điều kỳ tích gì đó. Và người ta đã nghiên cứu một cái đề tài dùng 2.000 con chuột và làm cái gì? Tức là họ cho nó tạo một cái khối u và dùng cái nóng kích hoạt cho đây, và cuối cùng là cái khối u đi biến mất. Thế thì rõ rồi, nhiệt liệu pháp có từ lâu rồi và người ta đã nghiên cứu rất nhiều rồi. Và để nói vậy để cho mình thấy là tại sao một cái nơi mà chết bị nóng nhiều nhất đối với mọi người đó, bị nóng mà chết Ấn Độ. Và Ấn Độ là một cái xứ rất nhiệt đới, là nhiệt độ nóng. Thì ta bây giờ ta hiểu rồi, ta hiểu gì sao rồi. Và bây giờ trở lại với tiền nhân gian thì mọi người để sẽ thấy là cái chuyện mà chữa nhiệt bằng sức nóng là có rất là nhiều rồi. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.